Cái chị ơi, hiện nay thì bên em đang cung cấp rất nhiều những cái dòng sản phẩm camera mini siêu nhỏ để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của anh chị nhá. Nhưng bác nào có nhu cầu muốn sử dụng như thế nào thì chỉ cần liên hệ qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí ở trên 0962085919 và 0969155444. Thì các chị chỉ cần nói rõ cái nhu cầu sử dụng của các chị như thế nào thì đội ngũ nhân viên bên em sẽ tư vấn hỗ trợ để các chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những cái mẫu sản phẩm ưng ý phù hợp nhất với yêu cầu và mục đích sử dụng của các anh chị nhá. Và đặc biệt là đối với các dòng sản phẩm độ chế theo yêu cầu thì bên em mẫu mã hết sức là đa dạng các anh chị nhá. Từ những cái sản phẩm đơn giản ví dụ như là cái chai nước tẩy bồn cầu, chai dầu gội đầu cho đến những cái sản phẩm ví dụ như là bóng đèn, đuôi đèn hoặc là thậm chí các cái sản phẩm như là đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, bên em sẽ ngụy trang độ chế được vào tất cả các sản phẩm trên theo nhu cầu của anh chị nhá. Những bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua bên em, chụp ảnh mẫu sản phẩm gửi qua bên em thì bên em sẽ nhận làm theo yêu cầu cho các chị nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bên em cũng sẽ lên giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mã sản phẩm camera mini siêu nhỏ độ chế theo yêu cầu. Ở đây chị thấy này, một cái cốc sạc điện thoại Samsung như này, anh chị theo. Đấy, với một cái cốc sạc như này thì anh chị thấy nó hoàn toàn không có cái điểm gì khác biệt so với cái cốc sạc mà các chị đang sử dụng hàng ngày đúng không? Đấy, bình thường anh chị mua cái sản phẩm này thì về quá đối là bình thường, không ai có thể là nghĩ rằng với sản phẩm này lại được ngụy trang vào đây một cái độ chế và đây một cái mắt thần camera giấu kín để giúp các chị có thể là theo dõi giám sát được trực tiếp trên điện thoại từ xa đúng không? Độ phân giải sắc nét full 4K các chị nhá. Góc quay của nó rất là rộng, 170 độ có thể là bao quát được toàn cảnh xung quanh các chị ạ. Và quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ các chị ạ. Đây sản phẩm đây anh chị nhá. Đây anh chị thấy này, đấy cái sản phẩm này anh chị thấy này, cái vị trí mắt camera đã được bên em độ chế theo yêu cầu của khách hàng ở cái vị trí trên đỉnh đây cái chị này. Đây anh chị thấy cái chấm trắng ở đây này, đấy hơi nho nhỏ tí xíu đây cái chị nhá. Đấy, bởi vì khi em đã nói cái sản phẩm này có độ chế vào đây một cái mắt camera thì các anh chị nhìn như thế này thì các anh chị mới để ý đúng không? Còn bình thường khi chị mua về thì như thế này thì cái chấm này thì nó giống như là cái vết ở trên cái cốc sạc này. Đấy, cho nên là các chị hoàn toàn yên tâm về độ ngụy trang kín đáo an toàn các chị nhá, không lo sợ bị phát hiện, và khi nó sử dụng nó hoạt động thì nó sẽ không phát ra bất cứ âm thanh ánh sáng nào, anh chị hoàn toàn yên tâm nhá. Anh chị có thể là cầm cái sản phẩm này đi bất cứ nơi đâu đều được, chỉ cần cung cấp nguồn điện cho cái cốc sạc này thì các chị có thể là quay được ngay lập tức các chị nhá. Đấy, và ở đây đây là cái cổng chân sạc các chị này. Đấy, chị chỉ cần cắm dây sạc vào đây các chị vẫn sạc điện thoại được bình thường các chị nhá. Tiếp theo các chị thấy này, trên đây chị sẽ thấy là có hai cái lỗ nhỏ như này. Đấy, một lỗ đây sẽ là một lỗ reset của camera và một lỗ sẽ là lỗ đèn báo các chị ạ. Thì khi các chị sử dụng cắm điện vào đây, đèn báo khi chị cắm vào thì cái lỗ nào sáng lên thì sẽ là lỗ đèn báo, còn cái lỗ nào mà không sáng thì là cái lỗ reset camera các chị nhá. Đấy thì lát nữa em sẽ cung cấp nguồn điện vào chỉ cho các chị thấy nhá. Đây em sẽ cung cấp luôn này, kết nối nguồn luôn các chị nhá. Đấy các chị sẽ dùng ấn vào đây. Đấy, cung cấp nguồn điện này các chị này. Đây các chị theo. Đấy, hai cái đèn báo này, hai cái lỗ này các chị theo. Đây cái lỗ này sẽ có đèn báo này, màu đỏ đúng không? Cái lỗ ngoài đây sẽ là cái lỗ không có đèn báo, thì cái lỗ bên ngoài sẽ là cái lỗ reset camera các chị nhá. Đấy, và tiếp theo này, ở sản phẩm này bên em sẽ tặng kèm cho các chị một cái thẻ nhớ 128GB như này để các chị có thể là lưu các video vào đây. Thì thẻ nhớ này sẽ lưu cho mình trong khoảng thời gian liên tục là 20 ngày với chế độ ghi đẻ các chị nhá. Thẻ bảo hành, giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ đây khi các chị đặt hàng mua sản phẩm bên em với chị nhá. Đấy, thẻ nhớ này các chị sẽ lắp vào đâu ạ? Đây em sẽ chỉ cho anh chị cái cách cái chỗ lắp thẻ nhớ các chị nhá. Đây là cái cốc sạc điện thoại bình thường của chị đây đúng không ạ? Đấy, khi mình muốn lắp thẻ nhớ thì anh chị sẽ lật ở dưới đây. Đấy, chị thấy đây là cái cổng thẻ nhớ này, các chị sẽ tra thẻ nhớ vào đây cho em các chị nhá. Đấy, đây là cái lỗ thẻ nhớ này. Đấy, sản phẩm này thẻ nhớ anh chị có thể là khi nó lưu các video anh chị có thể là xem được trực tiếp trên phần mềm ứng dụng, hoặc là anh chị có thể là lấy thẻ nhớ ra và cho cái vào cái đầu lọc thẻ này để cắm vào máy tính để các chị xem các chị nhá. Bên em sẽ tặng kèm cho chị một cái đầu lọc thẻ như này để các chị sử dụng các chị ạ. Đấy, và không để các chị đợi lâu thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các chị cách thức cài đặt và sử dụng sản phẩm này. Thì các chị, sản phẩm này thì hết sức là đơn giản các chị ạ, khẳng định với các chị tất cả những anh chị nào mua sản phẩm bên em về đều sử dụng được. Đấy, các chị chỉ cần tải cho em một cái phần mềm ứng dụng Lookcam này về. Đấy nhá, phần mềm Lookcam đây các chị này. Ở đây em đã tải sẵn rồi, các chị thấy không? Lookcam các chị nhá. Đấy, các chị cứ vào kho ứng dụng đánh cái chữ này lên thì ngay lập tức cái biểu tượng này nó sẽ xuất hiện, và anh chị tải về cho em. Phần mềm này tải miễn phí các chị ạ. Đấy, ở đây em tải sẵn rồi cho nên sẽ đi vào hướng dẫn luôn cho các chị cách thức sử dụng sản phẩm các chị nhá. Đây là nguồn đã cung cấp nguồn điện này, như thế này là camera của mình đã hoạt động các chị nhá. Thì các chị sẽ đi tìm mã wifi mà cái camera này phát ra. Đấy, các chị sẽ vào phần cài đặt ở trong điện thoại đây. Ấn chọn cho em cái dòng chữ wifi.
Đây các chị nhá, ấn vào wifi thì các chị sẽ ấn chọn cho em cái dòng cái tên mạng wifi của nó phát ra đây các chị này. Đấy, khi nó phát ra mạng wifi thì nó sẽ bao gồm một dãy số và chữ như này. Đấy, sắp xếp không theo thứ tự các chị nhá. Đấy, các chị ấn vào. Đấy thì ngay lập tức nó sẽ kết nối và nó có cái biểu tượng chữ V bên cạnh như này, thì lúc này mình đã kết nối thành công. Thì các chị sẽ quay về phần mềm ứng dụng cho em. Đấy, vào phần mềm ứng dụng các chị nhá. Đấy, lúc này các chị vào phần mềm ứng dụng và chọn cho em cái dòng chữ cancel ở đây. Đây này, cancel các chị nhá. Đấy, device online cancel. Đấy, rất là nhanh các chị ạ. Camera với điện thoại của mình đã kết nối với nhau các chị này. Đấy, đơn giản không các chị ơi. Đây em sẽ quay cho các chị xem chất lượng hình ảnh các chị nhá. Đấy, sản phẩm này thì sử dụng như em đã nói là góc quay của nó rất là rộng các chị nhá. 170 độ các chị ạ. Độ phân giải thì sắc nét full 4K. Các chị thấy này, đây là đang sử dụng độ phân giải 1080. Mình có thể vào đây tăng độ phân giải lên 2K hoặc 4K tùy do nhu cầu sử dụng của mỗi người các chị nhá. Đấy, anh chị có thể vào đây tăng lên này. Đây, em sẽ quay cho các chị xem một vòng cái chất lượng hình ảnh đây các chị nhá. Đây anh chị theo, xịn sò chưa các chị ơi. Màu sắc thì rất là chuẩn chỉnh này, đường truyền thì rất ổn định, không hề bị giật, không hề bị nắc các anh chị nhá. Đây các chị thấy không? Đây em sẽ quay gần cho các chị xem này. Đây chị theo ạ. Đấy, quá là ok đúng không? Góc quay của nó 170 độ có thể là bao quát được tất cả các khung cảnh xung quanh các chị theo. Và đây có rất nhiều các cái chức năng hỗ trợ khi chị quay phim chụp ảnh để thu được chất lượng âm thanh hình ảnh tốt nhất các anh chị nhá. Đây này, tăng giảm ánh sáng cũng như là tăng giảm độ phân giải màu sắc này, chế độ quay đêm đây các chị này. Đấy, ấn vào đây thì nó sẽ chuyển sang chế độ quay đêm các chị nhá. Đấy, quay đêm với chất lượng hình ảnh màu đen trắng, các chị thu được màu đen trắng các chị nhá. Đấy, và bật lại này. Đấy, các chị không muốn quay đêm thì mình bật lại nó sẽ trở về trạng thái bình thường, các chị quay bình thường đúng không? Đấy, và tiếp theo này, bật đèn. Cái đèn này các chị thấy cái đèn này, biết cái đèn này của cái đèn này là cái đèn của cái camera các chị nhá. Đấy, ở đây là cái lỗ đèn báo đây chị này, anh chị có thể là bật tắt ở trên phần mềm ứng dụng đây anh chị này. Đây mình tắt đi này. Anh chị thấy không? Đấy, cái đèn nó tắt đi này và bật lên này. Đấy, nó lại sáng anh chị thấy không? Đấy, mình có thể là tắt bật trên phần mềm ứng dụng các chị nhá. Đây còn chụp ảnh quay phim, đây em sẽ chụp cho các chị một vài bức ảnh cho các chị xem này. Đây nhá. Đây chụp ảnh thì mình sẽ ấn vào cái biểu tượng máy chụp ảnh ở đây. Đây, ấn vào đây thì nó sẽ tự động chụp và lưu lại luôn cho các anh chị nhá. Đây thì sẽ lưu như nào thì lát nữa em sẽ mở lại cho các chị xem chất lượng hình ảnh mình thu được về như thế nào các anh chị nhá. Đây quay video này. Đây em sẽ quay cho các chị xem một cái đoạn video để cho các chị xem này. Đây bắt đầu quay các chị nhá. Đây các chị ơi, đây là hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí bên em các chị nhá. 0962 085 919 và 0969 155 444. Thì những anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những chiếc camera mini siêu nhỏ, những chiếc định vị theo dõi từ xa hoặc là các thiết bị dò sóng, phá sóng, kích sóng thì cứ liên hệ qua bên em theo hai số điện thoại tư vấn tổng đài Zalo trực tiếp miễn phí ở đây các anh chị nhá. Đội ngũ nhân viên bên em sẽ tư vấn hỗ trợ chu đáo nhiệt tình để các anh chị có thể là mua những cái sản phẩm một cách đơn giản nhất, hiệu quả nhất với nhu cầu sử dụng của các anh chị nhá. Ngoài ra thì bên em còn nhận độ chế tất cả các sản phẩm trên và đồ vật theo yêu cầu cho các anh chị này. Đấy, video dừng lại này các chị này, mở lại cho các anh chị xem thì các anh chị chỉ cần quay về phần mềm ứng dụng và chọn cho em cái dòng chữ photo ở dưới đây. Đây vào photo nhá. Đấy, khi mình vào photo anh chị thấy này, em để cái camera đó này. Đấy, khi anh chị mình vào photo thì anh chị sẽ thấy ở đây có rất nhiều ảnh và video mà các anh chị đã quay đã chụp. Thì anh chị muốn xem cái nào thì mình chỉ cần lấy cái camera lấy cái chọn ấn vào ảnh để các chị xem lại các chị nhá. Đấy, ảnh đây, các anh chị có thể là phóng to thu nhỏ này. Anh chị theo thời gian nó sẽ lưu vào đây và sẽ hiển thị trên đây cho các anh chị nhá. Tiếp theo là video này. Đấy, bật video lên cho các anh chị xem cái video vừa quay đây các chị nhá. Đấy chị theo, quay video có âm thanh hình ảnh đầy đủ cho anh chị, chất lượng sắc nét góc quay của nó rất là rộng các chị nhá. Sử dụng sản phẩm này thì các chị hoàn toàn yên tâm về độ bảo mật cũng như kín đáo các chị ạ. Đấy, tiếp theo anh chị muốn cài đặt xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì anh chị sẽ quay trở về phần mềm ứng dụng nút cam này, ấn chọn cái biểu tượng bánh răng ở đây, sau đó ấn chọn dòng chữ wifi setting. Các chị theo muốn xem trực tiếp trên điện thoại từ xa thì ấn vào biểu tượng cột sóng wifi ở đây. Đấy, sau đó sẽ chọn tên mạng wifi nhà mình, điền mật khẩu vào đây, ấn ok và thoát ra màn hình, đợi khoảng 2 đến 3 phút sau vào lại là có thể là theo dõi xem được trực tiếp trên điện thoại từ xa. Thì lúc này anh chị có thể là cầm điện thoại đi của mình đi bất cứ nơi đâu vẫn có thể là lắp theo dõi giám sát được cái nơi mà các chị đang lắp đặt camera này các chị nhá. Có thể các chị lắp đặt ở nhà, những anh chị đi làm hoặc đi bất cứ nơi đâu đều xem được các anh chị ạ. Tiếp theo này, đấy, cài đặt chức năng thẻ nhớ này.
lưu và thẻ nhớ các chị nhá, thì các chị ấn vào đây. Đấy, tiếp theo là cài đặt chức năng thay đổi mật khẩu camera thì ấn vào biểu tượng ổ khóa này, cài đặt chức năng cảnh báo chuyển động thì ấn vào biểu tượng là cái chuông ở đây. Đấy, đầy đủ hết ở đây cho các chị nhá. Đấy, các chị yên tâm khi các chị mua sản phẩm bên em có giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt tặng kèm cho các chị, cũng như là thường xuyên ra những cái video giới thiệu rất chi tiết cụ thể cho các chị nhá. Rất nhiều những anh chị mà khi đặt hàng mua sản phẩm là cứ lo sợ rằng là anh không làm được với lại thế nọ thế kia. Đấy thì xin thưa với các anh chị rằng cho dù các anh chị công nghệ thông tin có yếu kém như thế nào thì bên em sẽ hỗ trợ chu đáo nhiệt tình để làm sao các anh chị mua sản phẩm về sử dụng một cách đơn giản và hiệu quả nhất các anh chị nhá. Đấy, anh chị nào mà chưa biết thì cứ gọi video Zalo qua bên em theo hai số điện thoại ở trên các chị nhá. Thì đến đây em xin dừng video, hẹn các chị và các bạn vào video tiếp theo.